Ok, chào tất cả các bác nhé. Hôm nay shop bán ra là vừa về 6 chiếc máy hút ẩm dòng sáp quay chìm. Con này là 6 đến 7 lít mọi người nhé. Dòng này thì mình rất là thích bán vì thực ra nó chạy rất là êm. Đấy, chạy êm và hút khỏe. Đó. Nếu mà ở cái phân khúc mà 6 7 lít thì thằng này là thằng mà mình đánh giá cao nhất. Tại vì sao? Bản chất nó hút rất là khỏe và chạy rất là êm, mình tính năng nó rất đơn giản, sử dụng rất là đơn giản thôi. Đó, và tất cả cái con máy này thì ở bên em đã tất cả đều test và đã được chuyển nguồn đến 220 mọi người nhé. Đấy. Thì dùng cho phòng khoảng 20 đến 25 mét. Đấy, và dùng đã chuyển nguồn hết rồi. Các bác có thể cắm thẳng 220 như em đang cắm kia. Cắm điện 220 kìa các bác kìa. Đấy. Con này thì công suất tiêu thụ điện nó, những con này rơi vào tầm 220W. Công suất là 6 lít 3 đến 7 lít 1. Và dùng cho phòng độ khoảng 25 mét vuông đổ lại là ok mọi người nhé. Rất phù hợp luôn. Gia đình mà giá nó cũng tương đối là hợp lý. Đấy, những con này bọn em tích hợp đủ nguồn rồi và các bác về là cắm thẳng 220 luôn, dùng là rất là tiện luôn. Thì cửa hàng em nay vừa về là 60 chiếc này, thì bác nào có nhu cầu về chiếc máy hút ẩm này nhá thì liên hệ bên em. Dòng sáp quay chìm này chạy rất là êm luôn.